mới đem tiền của nó đi cho vay. Bây giờ chẳng may thế này, tôi phải có trách nhiệm với cháu. Bà chẳng có lỗi gì, chẳng qua là không may, coi như là hạ đi cho đỡ tiếc. Mà tôi có đồng ý thì cháu nó mới đưa tiền cho bà. Thôi, hay là tôi cứ đành liều nói thật với nó là số tiền đó đã mất hẳn, không đòi lại được. Chết, không được đâu. Thằng Bình dù nó có hiếu thảo thật, nhưng nó không phải là con đẻ của bà. Bà cứ để từ từ rồi tôi tính. Bà đừng có nói với nó vội đi nhá. Bà trông hàng, tôi ra đây một lát nhé. Bà đi đâu đây? Cho tôi hỏi thăm có phải nhà bà Vinh trong này không ạ? Nhà bà Vinh ạ. Vâng, bà đi vào trong ngõ ạ. Cảm ơn cô. Chào bà. Bà hỏi ai đấy? Bà cho tôi hỏi thăm, đây có phải nhà bà Vinh không ạ? Tôi là Vinh đây. Bà cần gì? Tôi có bà bạn bán hàng khô tên là Mị, giới thiệu tôi đến. Tôi muốn... Thôi tôi biết rồi, bà vào nhà đi. Bà uống nước đi. Xin bà. Tôi đến gặp bà để vay nóng 50 triệu đồng. Bao nhiêu triệu cũng có. Nhưng bà đã biết thể lệ vay chưa? Dạ. Tôi có biết ạ. Tôi cho vay lãi suất mỗi tháng 10%, nhưng phải có vật thế chấp. Đây là giấy tờ sở hữu nhà của tôi. Tôi xin nộp bà để làm vật thế chấp ạ. Bà cứ cầm lấy, nghĩ kỹ đi. Bây giờ khu đất của bà rẻ lắm. Mà số tiền của vật thế chấp này bây giờ chỉ còn có một nửa giá trị của nó. Nếu như trong tháng bà không trả được tiền lãi, thì tháng sau tôi sẽ cộng cả tiền vốn lẫn lãi. Bà sẽ phải trả lãi cho cả số tiền đó. Bà có hiểu không? Vâng ạ, tôi hiểu rồi ạ. Bà cứ về đi. Người của tôi sẽ đến thẩm tra ngôi nhà của bà. Vâng ạ. Nếu giấy tờ hợp lệ, có định mức giá tiền, bà muốn vay thì mai quay lại đây. Bà sẽ có đủ 50 triệu. Vâng ạ. Chào bà. Chào bà. Quả bà đi đâu cả ngày mà không mang hàng cho tôi đấy. Bà vào đây tôi bảo. Tôi đi lấy tiền trả cháu Bình. Thế à? Đây. Đây là 50 triệu. Tôi đã đếm đủ cả. Bà mang về cho cháu Bình, kẻo lỡ việc thuê cửa hàng của nó. Bà có bao nhiêu vốn, dốc hết ra để cho vay rồi. Bà lấy đâu ra số tiền này? Tôi không cầm đâu. Có người giúp tôi, bà cứ mang về cho tôi yên lòng. Đây không phải là chuyện tôi với bà, mà chúng mình phải nghĩ đến những lời trăn trối của mẹ đẻ cháu Bình nữa.
có người giúp bà thật không? Bà phải tin tôi chứ. Thôi bà cứ mang về cho cháu đi. Đây bà. Bà trông hàng nhé. Vâng, bà về. Chào bác ạ. Hôm nay có đặt hàng không bác? Tôi mới dọn hàng. Bác ghi cháu còn để nhé. Cháu Tuấn đâu con? Cháu nó đang tắm ạ. Mời mẹ xơi cơm. Ừ. Alo, tôi nghe. À, anh Toàn đấy hả? Có chuyện gì thế anh? Có một công trình nhà tư, mặt bằng 75 mét vuông, của hai vợ chồng còn rất trẻ. Họ làm phiên dịch cho một công ty của Mỹ. Mối hời đấy. Tôi hẹn gặp họ 7:30. Bây giờ tớ về nhà. Cậu qua tớ rồi cùng đi nhé. Vâng, anh về nhà đi. Em đến ngay bây giờ. Mẹ và cả nhà cứ ăn cơm trước đi. Con phải đi với anh Toàn có chút việc làm ăn. Thì con ăn tạm bắt cơm sẵn đi. Việc gì thì cũng phải ăn đã chứ. Con đang vội lắm ạ. Bà ơi, hôm nay nhà mình có trứng ốp đéo không hả bà? Không. Nhưng cháu hỏi thế để làm gì? Hôm qua cháu nằm mơ thấy gà nhà mình đẻ 5 quả trứng. Thôi mơ với mộng cái gì. Ăn cơm đi cháu. Bà ơi, bố cháu không ăn cơm hả bà? Bố bận đi có việc, ăn đi. Thư, ăn cơm đi con. Mẹ cho cháu ăn hộ con. Con mệt quá không muốn ăn. Cháu gửi tiền bác. À. Của cô đây. Bà Xoan này, cháu Bình nó đã thuê được cửa hàng rồi đấy. Hôm qua nó đã ký xong hợp đồng. Có điều, bà phải nói thật với tôi. Bà lấy đâu ra số tiền lớn như thế để giả cháu Bình? Sao bà cứ loay hoay chuyện ấy mãi thế? Miễn sao tôi trả đủ cho cháu là được chứ gì? Năm nào đến mùa hè hàng cũng ế. Cầm cự đến mùa cưới còn kiếm được. Hàng họ ế thế này, trả tiền thuê nhà và tiền thuế cũng không đủ. Đấy. Hai bà có đặt hàng không ạ? Hai bác ghi cháu con đề đi. Thôi thôi thôi, cậu đi đi cháu. Đang nậu hết cả ruột đây này. Này, chú Thành. Bác gọi cháu ạ. Nếu tôi trúng thì chú trả tôi 1 ăn 70 hả? Tất nhiên, từ xưa tới nay chủ đề nào mà chả thế. Bớt mấy đồng ăn quà thôi mà. Thôi, bà để chú Thành chúi đi. Bà đang đen, để đóm làm gì? Bác Xoan ơi, bác đang đen, đánh vài con giải xui, vài nghìn bạc, đáng gì? Ủa đánh con bao nhiêu? Hôm qua, tự nhiên thằng cô Tuấn nhà tôi nó kể chuyện. Nó nằm mơ thấy gà đẻ 5 quả trứng. Chú ghi cho tôi 5.000, con không nằm. Đã nhỉ? Đấy, bác nên đánh thêm 5.000 con 50, lộn đầu lộn đuôi, thế cho chắc. Thôi, chơi thử lần đầu như thế là to rồi. Vâng, con xin bác. Thế nào? Cậu đã quyết định chưa? Quyết định gì hả anh? Chuyện ông dứt công trình của nhà nước. Đi làm giúp cho tôi. Có lẽ sang phần hoàn thiện, em phải tự lo lấy vật liệu xây dựng cho nhanh. Bây giờ cơ chế thoáng, ai phụ trách công trình nào thì có quyền ứng toàn bộ tiền vật tư và nhân lực của công trình ấy. Miễn là phải hoàn chứng từ đúng thủ tục và đúng hạn. Thế thì hay lắm. Cậu cố lên, để tiến độ cho nhanh để còn đi với tớ nhé. Dạ. Thôi, tớ đi đây. Vâng ạ.
Có việc gì mà anh về khuya thế? Thay quần áo đi, em dọn cơm cho anh ăn. Cả nhà ăn hết trước rồi. Thôi em cứ nghỉ đi. Anh với anh Toàn đi lo công việc. Ăn cơm rồi. Bây giờ anh vào tắm một cái. Trời nóng quá. Em vẫn chưa đi ngủ à? Em không ngủ được. Tắm được cái nhẹ cả người. Suốt ngày chạy rông ngoài đường, bụi bặm căng thẳng quá. Anh đi với anh Toàn cả ngày có được việc gì không? Cũng mới rậm rạp thôi. Hễ có người giới thiệu ai cần xây nhà là phải tìm cách tiếp cận ngay. Bây giờ mật ít ruồi nhiều, giành được một cái hợp đồng vừa thiết kế vừa thi công vất vả lắm. Công trình nhà nước thì ỉ ạch, vốn thì rót nhỏ giọt, lương thì ba cọc ba đồng, mà với tư nhân ấy, muốn thắng được thì phải trường vốn. Anh thì thiếu cả hai. Thôi anh đừng cố quá. Kinh tế khu vực suy thoái, nước mình tránh sao khỏi ảnh hưởng. Bên ngoại thương chúng em cũng khó khăn lắm. Tình hình chung rồi. Thị trường Đông Nam Á đóng băng, hàng có xuất được đâu. Dạo này em gầy hẳn đi đấy. Càng ngày càng khó khăn. Là đàn ông để cả nhà phải khổ. Anh không đành lòng. Kìa anh, nhà mình chỉ cần đủ tiền tiêu là được anh ạ. Miễn là mọi người đều khỏe mạnh. Chuyện xây nhà gác lại, vài năm nữa tính sau. Nháy mắt một cái đã đến kỳ trả lãi rồi. Lấy tiền đâu rồi bây giờ? Tắm nhanh lên Thuấn ơi, kẻo muộn mất rồi. Đây, mặc áo vào. Nhanh lên, ăn quà còn đi học chứ. Đây, cầm lấy, ăn đi. Lại cơm rang, cháu không ăn cơm rang đâu, cháu thích ăn bún mọc cơ. Cháu chịu khó ăn cơm rang, hôm nào bà đắt hàng, bà cho cháu ăn hẳn phở bò. Bà hứa với cháu rồi nhá. Ừ. Bà ơi, hôm qua cháu nằm mơ cháu được học sinh tiên tiến bà ạ. Cô Kim Dung cho cháu một chùm nho to lắm. Cô còn bảo phải cố gắng ăn học sinh giỏi, cô còn thưởng nhiều nữa. Ừ, thôi cháu ăn nhanh lên, mờ với mộng mãi. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Con chào mẹ. Ừ. Bác Xoan ơi, hôm nay cháu khai trương cửa hàng. Cháu mời bác và mẹ cháu 5 giờ chiều để ăn cơm để mừng cho cháu ạ. À, bác và mẹ cháu sẽ cố gắng đến đúng giờ. Thôi, cháu xin phép cháu đi đây. Cháu còn nhiều việc lắm.
Con đi mẹ. Con đi đi. Tội nghiệp. Đi Đức về có bao nhiêu vốn liếng đưa cho mẹ hết. Nằm ở nhà mấy năm, bây giờ mới tập tạo lao vào thương trường. Không biết có trụ nổi không. Dạ, chào hai bác ạ. Vâng, chào anh. Cháu đem lộc cho bác Xoan đây. Đúng, 350.000 đồng toàn tiền chẵn. Bác Xoan thật. Cái con không nằm vu vơ ấy, lâu nay có bao giờ về đâu. Gửi bác ạ. Kể cũng dễ trúng thật. Vâng, dễ trúng lắm. Bác Đăng Son đánh cháu vài con nữa đi. Đáng gì so với mấy trăm nghìn bác vừa thắng. Thôi, chờ một lần cho biết. Chứ mình có phải là dân chuyên nghiệp đâu. Cái thằng Cô Tuấn, nó mơ vớ mơ vẩn. Ai ngờ. Bác còn suy nghĩ gì nữa. Vẫn Đăng Son, ghi thêm cháu vài con nữa đi. Nó lại mơ thấy chùm nho. Hay là đánh con không không? Không, không. Thế mà đánh bao nhiêu ạ? 20.000. 20.000. Hay là ghi thêm cho tôi con 0110. Mỗi con 20.000 cho chắc. Vì nó mơ thấy một chùm nho mà. 0110. Mỗi con 20.000. Đây, con gửi bác. Con xin. Thế chào hai bác nhá. Vâng. Hay sao mà dắt cháu đi chơi thế kia? Vâng, hôm nay nhà bà Bảng có dỗ nên tôi cũng nghỉ hàng luôn. Thế ạ? Dễ thương từ bé đến giờ Tuấn mới theo bà ra chợ đấy nhỉ? Vâng ạ. Cháu có thích không? Cháu thích lắm bà ạ. Bao nhiêu là hàng quán mà nhỉ? Ừ, hai bà cháu mình ra kia đi. Cháu bà ngoan lắm. Hôm nay bà sẽ đãi cháu một bát phở bò. Hàng này ngon nhất chợ đấy. Cháu không ăn đâu, ăn quà tốn tiền lắm. Hôm nọ, cháu kể với mẹ Thư là cháu đòi bà cho ăn bún mọc. Mẹ mắng cháu, dặn phải biết thương bà. Dạo này, bà không có tiền phải không? Chà múa nhà anh, cứ như ông cụ non ấy. Lo sớm làm gì cho nó già người đi. Bà trúng đề nên mới khao cháu đấy. Của chợ giả chợ, đi đâu mà thiệt, thôi vào đây. Không, cháu không ăn phở đâu. À, bà mua cho cháu 10 viên đi về nhá. Chợ này người ta họp nhoáng nhoang một tí buổi sáng thì bán rau, cỏ, thịt, cá, quà, bánh chứ làm gì có hàng bi. Thôi đi về đến quán bà vui rồi bà mua cho. Không ăn phở thì về ăn cơm rang vậy. Mãi mãi chẳng thấy con dế nào cả. Mi khẽ chứ, phải từ từ thì con dế nó mới chui ra. Ai Mi ơi, tớ bắt được một con dế rồi này. Đâu thì tớ xem rồi. Mở cái chai này ra cho tớ. Cho tớ xem rồi. Tuấn vồ mạnh thế, nó bị thương thế này, nếu nó chết, bị bắt đền Tuấn đấy. Chết thế nào được, nó cho cỏ vào, nó ăn no, sẽ khỏi ngay. Dê mà bị ốm, thì lấy đâu ra bác sĩ? Ừ nhỉ, thế mà tớ không nghĩ ra. Mình đi bắt thêm mấy con nữa cho nó có bạn đi. Ừ, đi. Cháu gửi tiền bà. Cảm ơn cô nhé. Bác Xoan ơi, sao hôm nay bác dọn hàng muộn thế? Anh Thành chủ đề vừa tìm bác đấy. Mà như hôm qua bác đánh 20.000 à? Vâng. Anh Thành nói bác trúng 1.4 triệu đấy. Mọi người đang kháo âm cả lên. Bác đỏ thế. Chị nói thật hay đùa đấy? Cháu mẹ sắm đùa bác à? Nếu đúng thì may quá. Tôi đang túng, mới tập đánh đề cho vui.
cái nhà anh Thành ấy, hôm qua mời mãi tôi mới đánh, ai ngờ chúng to thế. Lộc bất tận hưởng, bác phải khao cháu đấy nhá. Đỏ thế mà bao nhiêu năm bác không chơi, rõ phí. Ai biết đâu lại có cách kiếm tiền dễ thế, cứ như bắt đục của rơi ấy. Dạo này hàng họ ế ẩm, giá mà cứ son mãi thế thì tôi cũng có tiền để gây dựng cho con cho cháu đấy. Cũng chả biết thế nào bà, cờ bạc như có ma ấy. Chính anh Thành chủ đề, bao nhiêu năm tiền vào như nước, vợ con ăn trắng mặc trơn. Vừa rồi vận xúi người ta trúng nhiều, Thành ra thua lỗ, mặt cứ nhăn thì khỉ ấn gừng ý. Thôi cháu về bán hàng đây. À, hôm nào bà phải khao cháu đấy nhá. Vâng, được rồi. Con ấy hôm nay không ôm được đâu. Thế nhá. Anh cho con 75-10 nghìn mấy. Hôm nay khiêm tốn thế. Bác xin cháu, bác lạy cháu, cháu bắt cái gì trong nhà bác cũng được. Nhưng cháu cho bác xin lại cái văn tự nhà. Cháu mà thu nhà bây giờ thì gia đình bác biết ở vào đâu. Ông đùa đấy à? Luật làm ăn, được thì ăn cả, ngã về không. Cháu chỉ là cái thằng ghi đề thuê, có quyền gì. Bác đánh nước bạc to quá, ôm trọn cả cái đầu ba, một cái nhà ăn 7 cái nhà. Ông chủ cháu sợ, không dám ôm, phải san sang bà khác. Chẳng may bác chúng, vốn mỏng, lực yếu, vặn răng cả nhà ra mà trả bác à. Ôi giời cao đất dày ơi, sao tôi ngu tôi dại thế này. Chúng đâu trả chúng, chỉ thấy chết thôi. Trời ơi là trời. Đã bảo đánh để ra đây mà ở, lại cứ giàu trí tưởng bở, tưởng húp được 7 cái nhà. Ông Thành đâu, ghi cho tôi 1.000 con 54. Một là mất bát xôi, hai là được 70.000 về định mẹ đi đây. Tôi xin anh, không có thì tôi chết mất. À, chào bác Xuân, bác vào đây. Vâng, nghe nói anh nhắn chị Thí tìm tôi à? Dạ vâng, bác ăn con không không, chờ cháu lấy tiền bác nhé. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, sao tôi khổ thế này, trời ơi, trời ơi.